Hello hello, ông Đáp đây, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Nếu như mọi người có theo dõi cái stream của mình ấy, thì mình đã nói là cuối tháng 11 và đầu tháng 12 mình sẽ build một cái dàn máy tính của mình. Cái lý do mà mình đã đợi vài tháng để cho đến bây giờ mình mới build máy tính đó là vì đây là đợt Black Friday, thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái giá thành của cái PC của mình xuống một chút. Nó cũng không giảm nhiều đâu, nhưng mà ví dụ như mỗi món nó sẽ giảm tầm vài trăm ngàn, ví dụ 300, 500 ngàn mà các bạn cộng cỡ tầm 7, 8 món lại thì nó cũng giảm cỡ tầm 5 triệu trở lên đấy. Trong video này mình sẽ lựa chọn các linh kiện mà mình muốn mua và mình sẽ giải thích với mọi người mình là tại sao mình lại mua những thứ này. Cái requirement của cái PC của mình ấy tiên quyết đó chính là chip phải nhiều core nhiều luôn. Tại vì mình sẽ làm khá là nhiều thứ. Chơi game thì không cần quá nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ edit video và có thể mình sẽ stream lại nữa. Nên là mình sẽ cần một chip nhiều core và nhiều luồng để gánh được cái đống đấy. Bên cạnh đó thì mình muốn trải nghiệm tất cả những cái tựa game mà mình muốn chơi ở cái mức setting cao nhất. Nên là mình cũng sẽ cần một cái con VGA ổn. Không, phải là VGA xịn chứ không phải ổn. Cái man á, thì mình chỉ mua một cái man nào đó mà nó hợp lý thôi. Có nghĩa là nó không phải là cùi, nó cũng không phải là quá xịn, tại vì mình sẽ không xài được hết tính năng của cái man đấy. Nhưng mà mình sẽ mua cái man hợp lý. Còn về RAM ấy, về RAM là mình sẽ chắc chắn là mình sẽ mua tầm 16GB, nhưng mà mình sẽ đẩy cái xung lên cao một chút. SSD thì mình không có quá cần thiết trong cái công việc hàng ngày, trong cái việc sử dụng hàng ngày. Nhưng mà SSD mình chỉ cần một cái SSD nhỏ thôi để mình có thể boost được cái máy của mình lên nhanh hơn. Mình không có quan trọng lắm về cái việc lưu trữ trên máy bằng SSD, mà chủ yếu là mình sẽ lưu bằng HDD. Nhưng mà ngược lại thì cái dung lượng mình cần ấy nó lại lớn, tại vì mình làm video rồi mình game này nọ, nên thành ra là mình sẽ cần một cái lượng dung lượng khá lớn, nên mình sẽ mua một cái ổ là 4TB. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào research về cái máy của mình. Đầu tiên đó là con chip. Trong cái thời gian gần đây ấy, thì có cái dàn series 3000 series của AMD. Những cái con mình đang nhắm tới hiện giờ trong chip ấy, kể cả AMD và Intel ấy, là 3600X và 3700X của AMD, 9700 và 9900 của bên Intel. 9900 thì quá đắt, có nghĩa là 9900 tới mười mấy triệu lận, 11 triệu rưỡi để mình research xem nữa. Ví dụ như là 9700K là 10 triệu. Và con 9900K ấy là 13 triệu. Thì mình cảm giác là nó hơi bị đắt. Và nếu như mà mình so sánh với lại thằng AMD ấy, thì AMD 3600 này là 6 core 12 luồng mà chỉ có 5.190.000 thôi. Còn AMD 3700X 8 core 16 luồng mà nó có 8.690. Thì mình cảm thấy là AMD nó sẽ tốt hơn cho mình, tại vì Intel thì nó luôn luôn có một sự ổn định tốt hơn. Và Intel ấy thì nó sẽ chạy đơn nhân rất là tốt. Nhưng mà về đa nhân ấy thì thằng AMD nó lại nhỉnh hơn một chút. Và tất cả những cái performance hiện tại mà người ta đang benchmark đồ này nọ ấy, thì những chip AMD đang đáng, rất đáng tiền để mua. Và nó rất đáng theo cái kiểu mà performance trên price ấy, có nghĩa là hiệu năng trên giá thành ấy. Tại vì sao con 9900K ấy là cái xung nó rất là cao, xung 5GHz boost, có nghĩa là con này là một cái con mà có cái xung cao nhất luôn rồi đấy. Có xung cao nhất ở trong cái khoảng mà dành cho desktop ấy, dành cho máy địa bàn ấy. Thì mình vẫn đang phân vân cái thằng 3700X và 3600. Nhưng mà mình sẽ xem thử là cái giá của nó như thế nào. Ví dụ như 3700X ấy, mà nếu như cái giá nó cỡ tầm 7 triệu 3 hoặc là 7 triệu rưỡi ấy, thì rất đáng để mua. Đúng không? 7 triệu 3, 7 triệu rưỡi thì rất đáng để mua. Còn 3600 mà nó giảm xuống còn cỡ tầm 4 triệu rưỡi. Những cái trang này nó sẽ không có giảm nhiều đâu. Nếu như các bạn mua ở những cái chỗ mà như mà Phong Vũ này nọ, nó sẽ ít giảm giá lắm. Nó giảm cũng chả được bao nhiêu, ví dụ 200k rồi này nọ thì bao nhiêu lắm đâu. Bây giờ mình chỉ nhắm vào mua 3600 và 3700X thôi. Mình sẽ không nhìn vào những thằng còn lại nữa. Bay này giá tương đương như bên kia.
Đây là một cái store mà kiểu như là nó hơi nhỏ, nó không phải bằng, nó không phải to như là những cái showroom rồi này nọ, nhưng mà đây là một cái store mà có những thằng bạn của mình nó thích cái pay này nên mình vào mình xem thử. Và cái store này mình theo dõi cái trang của họ thì mình thấy họ cũng rất là ok. Đây 3.600, 4.450, đấy giảm được triệu nè. Ông nào mua cái này được giảm được triệu nè, 3.700x đấy, giảm được thêm 1.500.000. Ví dụ như so sánh với giá bên kia thì bên này giảm được triệu đúng không? Như mình đã nói rồi đấy, hai con này mình đều có thể mua hai con này cả. Mà để xem, ủa còn có combo nữa này, 3.600 và Tomahawk Moss 6.800, 3.700 và Tomahawk Moss 9.850, 9.850 mà trên này 4.900, 7.490 với lại 9.850 là con man chỗ này nó còn cỡ tầm 2.400. Để mà research về Tomahawk Moss, B450 là một cái dòng man đã cũ rồi, nhưng mà nếu như mà các bạn nhìn vào những cái dòng man B450 mà nó có chữ Max ở phía sau ấy, có nghĩa là nó đã được update BIOS để nó sử dụng thẳng cái thằng Ryzen 3000 series, có heatsink do VRM, có cổng kết nối vẫn ok, có M2, cái này là có Armor Shield, có nghĩa là có cái tấm cái khe của nó vẫn là làm bằng kim loại ấy, thì nó sẽ giúp cho cái VGA mình nó đứng cứng hơn, nó không có bị kiểu mềm dễ bị gãy. Rồi có audio boost, RAM DDR4 support nè. Thì cái memory mà nó support ở đây ấy là 4133MHz, có nghĩa là mình có thể sử dụng được những cái dòng RAM mà có cái clock cao hơn, thay vì là mình phải xài mấy thằng 2000 mấy đồ này nọ thì có thể mình sẽ mua tầm 3200 trở lên. Heatsink design có nghĩa là ở đây ấy, các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy hai cái này chính là hai cái tản nhiệt dành cho cái VRM. Thì cái VRM đó chính là cái hệ thống mà nó cung cấp điện cho cái thằng CPU. Thì nếu như mà nó không có hai cái tản nhiệt này, mình sẽ chắc chắn mình sẽ không mua. Tại vì con 3700X ấy, cho dù là cái TDP của nó thấp chỉ có 65W thôi, mà nhưng mà nếu như cái dàn cấp điện của nó ấy, mà nó không được tản nhiệt ấy, thì cái dàn nó sẽ rất là nóng. Và khi mà nó nóng ấy, thì nó sẽ giảm cái lượng điện mà nó đưa vào trong cái CPU của chúng ta, thì cái CPU của chúng ta nó sẽ bị thiếu điện. Mà nếu như nó thiếu điện ấy, thì thứ nhất là nó sẽ làm hư hại cái CPU, thứ hai là nó sẽ không chạy đủ với lại cái xung mà nó đáng lẽ nó có thể chạy được. Ví dụ như là đáng lẽ con chip chạy được 4GHz, nhưng mà nếu như mà nó thiếu điện ấy, thì nó chỉ chạy được 3.8GHz thôi, thì cái đó là mình lỗ thôi. Hai cái thằng này là một cái thứ rất là quan trọng. Hai cái này thì mình có thể xài hai VGA một lần. Ở đây thì mình có 4 cổng SATA, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cổng SATA. Mà nếu xài lần này thì mình nghĩ là nó sẽ disable đi bớt hai cổng ở đâu đấy, chắc là hai cổng này, thì mình chỉ còn xài 4 cổng này thôi. Mình nghĩ một cái man như thế này khá là ổn đối với mình, tại vì B450 trước giờ nó vẫn là rất là tốt dành cho AMD. B450 vẫn rất là tốt, nhưng mà chẳng qua là nói chung ấy, những cái dàn, những cái man sau này, ví dụ như X570 ấy, thì nó có thêm một cái chuẩn kết nối mới, đó chính là PCIe 4. Thì cái PCIe 4 với lại PCIe 3 nó khác nhau cái gì? PCIe 4 ấy, nó sẽ có cái tốc độ và truyền gigabit trên giây, gigabyte transfer trên giây là 32, PCIe 3 thì nó là 16. Nếu như mọi người muốn thì mọi người có thể mua, nhưng mà đối với mình ấy, thì điều đó thực sự là nó không cần thiết. Tại vì cái SSD của mình ấy, PCIe nó sẽ giúp cho những cái linh kiện nào, thứ nhất là SSD, thứ hai là VGA, thứ ba là mấy cái card Wi-Fi đồ này nọ. Nhưng mà tất cả những cái dung lượng lớn hơn 16GB tới 32GB đấy mình không cần dùng tới. Nên là mình đang suy nghĩ là mình có thể là mình sẽ chỉ xài cái con B450 Tomahawk Max này thôi, tại vì nó khá là rẻ. Nếu như mình mua một cái combo như này thì nó sẽ rất là rẻ, 3.700X và con man, có nghĩa là mình có chip và có man chỉ trong vòng 9.850.000 thì nó rất là ok đối với mình. Còn nếu như ở đây là 6.800 thì chênh lệch là 3 triệu từ 3.600 lên 3.700X. Xem ví dụ như 3.600 ở đây là 4.450, bài đây là 7.490, đúng ok 3 triệu
thì mình sẽ lấy cái con combo này. Rồi sau một món, có nghĩa là bây giờ mình đã có chip và có man, thì bây giờ mình sẽ đi mua cài màn hình. Thì cài màn hình ấy, để mình xem thử, video card, desktop graphic card. Mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ mua, mình sẽ chỉ mua RTX 20 series trở lên thôi, và Radeon 5000 series. Tại vì hai cái này là hai cái 5000 series là cái mới ra của AMD và nó rất là được rất là nhiều người nói đến. Mình sẽ không mua 2080 trở lên vì không có tiền. Thì bây giờ mình sẽ xem thử là cái nào mình nên mua. 2060 mình cũng sẽ không mua, tại vì 2060 nếu như mà, tại vì các bạn, nếu như các bạn xem benchmark thì cái thằng 5070T này là nó tương đương với lại 2070 Super, mà 2070 Super ấy nó chỉ được một cái là nó có RTX thôi, có nghĩa là nó có cái thằng ray tracing là nó lợi hơn thôi. Còn thực ra nếu như so với giá và cái FPS mà mang lại thì cái thằng 5070T nó vẫn trội hơn rất là nhiều. Không phải là rất là nhiều mà nó trội hơn chút. Mình sẽ lấy từ giá từ thấp lên cao. Nên này mọi người có thể nhìn thấy cái đống mà làm ra từ cái 5070T giá nó rất là thấp luôn. Ngay nguyên cái dàn dưới là 5070T là giá thấp nhất luôn nè. Ví dụ như ở đây là 2060 Super. Không, mình sẽ không mua Samini thì nó sẽ bị, mình nghĩ nó sẽ bị nóng hơn một chút. Oh shit, 3 watt, Asus TUF 57V, 27V, 2 sao. Ở đây mình có một con 57V. Mình sẽ mở hơn này, mình để đó trước cái đã. Mình sẽ dựa theo những cái vote này của người ta nữa. Tại vì nếu như người ta vote nhiều có nghĩa là người ta đã xài nhiều rồi, chứ nó không phải là kiểu không không mà nó được nhiều vote ấy. Còn nếu như mà mua 2060 hoặc 2070 thì mình sẽ, ơi mức giá này cao quá, lấy tới đây thì cao quá, mình sẽ mua từ chừng này đổ lại. Có nghĩa là cái card màn hình của mình sẽ cho nó giá từ tầm 12 triệu đổ lại. Mình sẽ không mua quá xa. Ở đây nó 400 đô thì nó về tới Việt Nam nên chắc nó cũng tầm đâu 11 triệu đấy, 11 12 triệu đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào mấy cái trang của Việt Nam mình coi thử là cái card màn hình của nó như thế nào. Thì đây cái giá của mấy cái con mà 2060 Super ấy nó cũng lên tầm 11 12 triệu rồi. Trong khi là cái hiệu năng của nó không hề bằng so với lại cái con 5700XT. Cái 5700XT ấy người ta sinh ra là nè, mọi người nhìn giá này, nó cỡ tầm 12 triệu tới 11 triệu rưỡi tới 12 triệu rưỡi đúng không? Trong khi là mấy cái con mà 2060 đồ ấy, 2060 Super ấy là nó đã tầm 11 12 triệu rồi. Nè, ví dụ đây là 2060 Super 8GB này là 12 triệu rồi. Thì cái thằng 5700XT ấy, nó sinh ra ấy, thì mọi người đoán là nó sẽ là đối thủ với lại thằng 2060 Super. Nhưng mọi người có một điều không ngờ ấy, đó là nó gặt luôn cả thằng 2070 Super và 5070XT này trong game luôn. Toàn bộ là đều max setting. Thì mọi người nhìn cái FPS này, 2070 Super và 5070XT, mọi người nhìn cái FPS này, luôn luôn là cái thằng 5700XT nó cao hơn. Trong khi á, mình giả sử một game như vậy thôi, trong khi ấy, chứ không tắt chứ không nó dính bản quyền cái chiếc bà. Trong khi ấy, là cái thằng 2070 Super là nó tới 18 triệu rưỡi lận. Có nghĩa là 2070 Super ấy, nó rất là đắt. Ví dụ như thằng đi là thằng rẻ nhất của 2070 Super đúng không? Nó đã là 15 triệu rồi. Nó cao hơn tới tận 3-4 triệu so với lại thằng 5700XT. Nhưng mà cái performance lại không bằng. Mà các bạn tưởng tượng ấy, cái thằng 2070 Super ấy là nó ngon ở cái chỗ là nó có ray tracing đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn bật ray tracing lên á thì ok nó sẽ đẹp đấy, nhưng mà nó sẽ giảm FPS cực kỳ nhiều. Có một cái game mà hỗ trợ 2070 Super đó là Battlefield. Thì khi mà các bạn chơi bình thường ấy, Battlefield ấy thì nó cái FPS của nó sẽ tầm 100 hoặc là 110 so với lại đối với thằng 2070 Super. Nhưng mà nếu như các bạn bật RTX lên ấy là nó sẽ tụt một phát xuống còn 50 mấy FPS thôi. Đối với mình ấy thì mình không có cần cái RTX đấy. Có nghĩa là mình không có cần cái hiệu ứng ánh sáng mà mực mà phải lo như vậy. Mình cần cái độ nét của cái game thôi. Nên thành ra là mình sẽ không có cần phải sử dụng mấy cái RTX này, mà mình sẽ đi theo cái option mà rẻ hơn và nó hiệu năng nó tốt hơn. Thì mình sẽ chọn 5070T. Và bên này mình cũng đã tìm được một cái con VGA như này rồi. Thì mình
sẽ search ở trên cái trang chủ của nó xem thử nó như thế nào. À, thì cái quạt thọc không nha. Có nghĩa là thiết kế quạt cái kiểu này rất là tù nha, cái kiểu này rất là tù, tại vì cái đường gió nó sẽ bị chặn lại và nó sẽ gây ra cái việc mà hư hại ở ngay những cái khớp nối này. Nhưng mà nếu như này thì cái đường gió nó sẽ được lưu thông rất là tốt. À, có active fan thì mấy cái này thì mình nghĩ là một cái cạc mà giá như này thì chắc chắn nó sẽ phải có, chứ không phải là nó, chứ không thể là nó không có được. Thì mình sẽ chọn con này và mình sẽ bắt đầu research thêm về con này ở trong cái của mình. 12.190.000, 11.800, 12.190, 11.800, 12.190. Ông đi coi thử coi. Ông đi hồi nãy ăn được combo khá rẻ, 11.590. Hãy suy ngẫm. Nhưng mà nếu như mình gửi ở bên này, mình mua ở bên này luôn ấy, thì nó sẽ vào một cái combo cho nó tiện. Rồi, 21 triệu. Chứ chi là thứ tiền không là tiền nữa. Rồi bây giờ tới RAM, RAM và SSD luôn. Hỏi về mấy cái RAM, SSD này nọ mình sẽ mua ở Memory Zone. Mình sẽ cần một con SSD cùi cùi. Đấy khá ổn, con này khá ổn nè. Có nghĩa là hàng Samsung 256, con này ổn hơn. Mình thì mình ưa mua của Samsung hơn, tại vì Samsung mình có một cái sự tin tưởng nhất định. Mình sẽ mua con này. À, sau đó là mình sẽ đi kiếm RAM DDR4 for desktop 16GB. Mình chắc chắn mình sẽ mua từ 3200 trở lên, 3200Hz trở lên. Mình sẽ không mua ở dưới, tích thêm cái 16GB để cho nó gọn. Thì ở đây mình có 3600, ok, 3000, 3200, 3600. Mà rất là thích hãng rồi skill. Ví dụ như này là 2190, 2650 thêm 5 xị. Cái này thì đắt quá. Nói chung cỡ tầm dưới 3 triệu thôi, đừng có mua RAM mà trên 3 triệu thì nó không đáng. Không đáng cho mình, có thể nó đáng cho người khác nhưng mà nó không đáng cho mình. Hôm nay thì nó có RGB vô cũng vui, bữa sau về build dàn RGB ngồi ngó cũng hay ho. 2.190 nhưng mà con này thì chỉ có 3000 thôi, nó không có 3200 thôi. Không có thằng G-Skill nào 3002 à. Không bằng G-Skill nào 3002 luôn. Có một con này mà đắt nhất định. Môn này. Tại vì cái main mình nó có hỗ trợ nha. Còn đối với lại Ryzen ấy thì càng cao càng tốt. 26, 50, 000. Xong RAM nè. Cậu cứng SSD. Rồi 25 cậu. Bây giờ đi kiếm con ổ cứng. Mấy cái ổ cứng này nay mua ở đâu nha. Mình không biết ở đây có bán ổ cứng nhiêu lượng lớn không ở đấng. Ổ cứng đây chỉ có 2T. 2T mà 2.190 hả? Ghê. Copy. Xin tạm cái name. HDD 4T. Giời ơi. Chỗ nó bán đắt thiệt chứ. Không, mấy cái ổ cứng này mua thì kỳ nguy hiểm lắm nhau. Không nên chơi, mua đây đi. Chấp nhận được 3 triệu. Bên này là 2T. 2T là 2.2 rồi. Thì bên này 3 triệu cũng hơi đắt mấy không, cỡ tầm 2.6 đồ thôi. 3 triệu là bị là hơi đắt á. Thôi kệ, cái để vào đó cũng được, để vào đó rồi có gì tính tiếp. Game Boy, Radeon, RAM, SSD, HDD. Trên máy mình còn chuyện nữa ta. Cái biết case, ông đi đang rẽ qua ông đi kiếm luôn cái case coi. Nhìn thằng đi các bạn cô te đây ta. Giống cái nồi giấy XT vậy. Mà đúng rẽ luôn. Thôi chọn đại một hai con đi. À, ra con này hả? Nè, có khe thoáng khí nè. Có hai khe khá là lớn. Cho coi cái nắp cái coi. À đây, trên này, cái nắp này là... À, cái nắp này là không kín. Cái nắp này là nó có cái lỗ hở để mình có thể cắm quạt vào mình làm mát được. Ok, cây khá là ngon. Khe mở rộng 7 slot, cộng kết nối. Tản nhiệt CPU 158mm. Định build tản nhiệt khí. Đâu tản nhiệt để sao không được. À, xem có cắm quạt cắm đồ được không. Ok. ATX Vega 158. Rồi có 3 quạt 120mm ở phía trước, 1 quạt 120 phía sau. Phía đây có 2 quạt 120 và 2 quạt 140. Có nghĩa là các bạn có thể chọn 2 quạt 140 hoặc là 2 quạt 120. Thì nếu như này mình chỉ cần mua thêm 6. Mình mua 6 cái led về là được. 6 cái led và một cái hub về là ok. Thì đây là cái đường tản của tụi nó.
là bên này nó sẽ hút vào này, khi lạnh đó, nó sẽ hút vào những cái đường này và khi nóng sẽ đi ra những cái đường này. Yeah, chốt này không, đối với mình cái cây là thứ vô dụng nhất, cái cây chỉ là cái thứ mà để mình nhát đồ vô thôi chứ cũng không có tác dụng giải trí cho mình. Thế thôi chừng này thôi đúng không? Cái kiện có gì nó không có ta. Chip VGA, RAM, SSD, HDD, case, mainboard, hết rồi. Cùng lắm thì thêm cái tản nhiệt, mà bây giờ thì mình không cần thiết cái tản nhiệt lắm. Mới quyết định mình sẽ build cái một cái dàn ngoái như thế này. Và về cái vấn đề về tản nhiệt ấy, thì mình nghĩ là mình có thể xài cái con stock của AMD trong thời gian này. Mà nếu như sau này mà mình cảm thấy là nhiệt của nó có vấn đề thì mình sẽ nâng cấp lên. Thì tổng bộ của mình bây giờ là 28.660.000. Thì mình cảm thấy khá là thỏa mãn với lại cái giá tiền này đối với lại một cái con máy như thế này. Con 5700XT nó đang tương đương với lại con 2070 Super, nếu như không tính về cái RTX, có nghĩa là không tính về Ray Tracing. Và thậm chí nha, con 5700XT nó có thể, nếu như các bạn xem những benchmark ấy, này mình đang so sánh 2080 với 5700XT nha. Các bạn nhìn cái FPS nè, nó tương đương, thậm chí là có những lúc ấy nó còn cao hơn nữa. Nếu như các bạn so sánh hai cái con cạc này thì các bạn đã thấy được con cạc nào nó ngon hơn rồi. Nhưng mà cái vấn đề ấy là thằng 5700XT nó không có Ray Tracing. Nên là khi mà các bạn, thực ra Ray Tracing nó rất là tuyệt vời nha. Có nghĩa là khi mà các bạn bật Ray Tracing lên ấy thì ánh sáng là nó y như thật luôn, nó y chang thật luôn. Nhưng mà cái điều đấy là cái điều mình không cần thiết, nên là mình không chọn sử dụng thôi. Đấy, vẫn có những game mà thằng RTX nó vượt trội hơn. Nhưng mà những cái game này thực ra cái bản chất của nó ấy, là nó được hỗ trợ và nó được, có nghĩa là nó được tối ưu cho NVIDIA ấy. Mọi người hiểu không? Nó được tối ưu cho NVIDIA nên nó mới vượt bậc như vậy. Này, chứ ví dụ quay trở lại với những cái game như này nó không có tối ưu cho NVIDIA là AMD nó vẫn ăn như thường, nghĩa là vẫn hơn được một vài FPS như thường. Video này đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Oh shit. Chào xong cái quay mất là chưa mua nguồn. Quay mất là mình chưa mua nguồn. Mình phải search lại xem bữa con này nó yêu cầu điện bao nhiêu đã. Và để xem con này. Đâu là ta? Specification. Con này nó yêu cầu bao nhiêu? Recommended PSU là 600W. Thì có nghĩa là mình phải mua một cái nguồn lớn hơn 700W. Có nghĩa là từ 700W trở lên. Mình sẽ tiếp tục với lại cậu bé này. Cậu bé này khá là vui, khá khỏe. 650, 750, Aerocool. Không biết này nào luôn ấy. Thằng này nó không ghi 80 plus rồi này nọ với ta. À, để mọi người biết thì cái mọi người có nhìn thấy số 80 không? 80 plus có nghĩa là cái hiệu suất mà chuyển từ AC sang DC của mọi người ấy là 80% trở lên. Còn 80 plus. Shit. 80 plus thì mọi người có thể nhìn ở đây nè. Thì mọi người sẽ thấy được là cái hiệu suất mà chuyển đổi điện của nó là như thế nào nha. Ví dụ như mình ấy là tầm 220V. Ví dụ như thằng Gold mà mọi người vừa mới nhìn là 88%. Còn có 80 Plus nghĩa là 80. 80 Pro nghĩa là 81. 80 Silver là 85. Còn thằng 80 Gold chính là 88. Kiểu vậy. Thì mình không có thực sự chắc là nó như thế nào, nhưng mà mình biết, cái tầm hiểu biết của mình chỉ tới đó thôi. Thì có nghĩa là nếu như mà mọi người muốn xài một cách đàng hoàng ấy, muốn xài lâu dài ấy, thì mọi người nên sử dụng cái thằng 80 plus này. Gold càng tốt, từ Gold trở lên thì nó sẽ tốt hơn cho mọi người. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải tìm một cái PSU tầm 750W. Mấy thằng 750 này nó không có tên tuổi gì luôn, không biết. Seasonic 2.3 triệu, con này khá là ok. Nhìn con này là cảm thấy khá là ok rồi này. Bronze. Full modular, mình không cần full modular nha. Tại vì cái thằng full modular có nghĩa là nó sẽ cắt
nó sẽ đưa toàn bộ dây ra ngoài và cái cục nguồn chỉ là cái cục nguồn thôi, mọi người cần cái nào thì mọi người cắm vô đúng không? Nhưng mà cái điều ấy là for what? Đẹp vừa thôi, đẹp quá vậy. Tại vì cái case của mình nó đã che cục nguồn lại rồi, thì cái thứ gì đi ra từ cục nguồn nó không quan trọng. Mà cái mình sẽ mua những cái loại semi modular, tại vì semi modular là nó những cái thứ mà dính với lại cái cục nguồn ấy là chỉ là cái dây, 24 pin và cái dây 8 pin dành cho CPU thôi. Thì đây là hai cái đó chắc chắn phải có, thì đường nào mình cũng phải cắm. Thì semi modular nó sẽ rẻ hơn cái thằng full modular một chút. Nên là mình sẽ chỉ cần mua semi modular thôi. Còn đây full modular. Những thằng này thấy thấy đã nha. Cái nhìn nó thấy phê phê sao ấy. Hai thằng này là 750 mà một thằng là thằng này full modular không cần. Tại vì giá nó tới 2.7 triệu rồi. Không cần. Thằng này là 2.3 triệu. 2.3 triệu xem số liệu một chút. Không có số gì hết trơn má. Không có 80 không hả? Không thấy số 80 mới trơn đó ta. Để qua bay đi. Thằng này nè 80 plus này, 80 plus gold nè. 80 plus gold semi modular. Thằng này là full modular là 2.390 vẫn đắt. Thôi mình sẽ đi với thằng này. 750W semi modular 80 plus gold khá là ổn. Silverstone, Silverstone này là một cái hãng mới gần gần đây thôi bạn. Ok, nó tổng cộng 30.650.000. Nhưng mà do cái giá này, nói chung là cộng phong phú này chán không thiệt chứ. Đắt quá. Nếu như cái giá thằng này mà nó giảm thêm xuống chưa được chút là có nghĩa là nó đã nằm ở phía tầm 30 triệu nguyên dàn máy này. 30 thì vẫn là rất là ổn đối với mình rồi. Again mình lại chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này bổ ích thì hãy like và share trong dev nhé. Tại vì mình nghĩ trong video này mình cũng cung cấp một số cái thông tin, một số cái kiến thức về máy tính. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin qua fanpage Ông Dev Vui Tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Ok, see you, bye bye.